Bây giờ là tôi chỉ nha. Bây giờ bắt vào giữa cái lưng vô. Nó đang đầu chỗ này phải không? Ờ, chỉ một bên trái ạ. Có thể bằng tay đây vậy. Nó có căng lên chỗ đó không? Cho đè nó ngón tay luôn. Bây giờ sẽ tập rồi nó lọc nó mới lọc này. Giờ hai tay là động tác nhất nha. Để hai tay vậy. Một, rồi chắc duỗi thẳng từ từ ra, duỗi tay cũng thẳng từ từ ra, cứ ngồi vậy ngồi thẳng lên vô đó, rồi cái tay kéo thẳng từ từ ra đó, hai bên luôn cho nó thẳng, cái tay nó ngón không có thần, cái cổ chỏ nó phải đó, là cái đắng đặt lại cổ chỏ cho nó thẳng lại đó. Một thẳng chỏ là hai, hai hai bên luôn đó, để duỗi này vậy, cái này duỗi vậy là cho nó thẳng cái cổ chỏ cái ra đó, duỗi thẳng chỏ trước để cho ngón nó thẳng lại. Một, hai, ba, bên này như vậy nên nó cứng lại là một, hai, ba, rồi duỗi ra kéo ra, một, hai, ngón vô là ba, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một, mười hai. Bây giờ để thẳng vậy nha, bây giờ tùy bên này, bây giờ nó đau bên này, còn bên này. Nó vô vai nè, hai, rồi bắt nông cái tay bắt đè vô tay, nông cái tay bắt ấn vô tay tôi, ấn vô đó, rồi bắt ấn cái ấn ngón tay mạnh cho nó truyền vô cái vai, một, hai, nó vô đó, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, đau, không, nó khí nó vô. 4, 6, nó dễ chịu, nó dần dần nó dễ chịu, nó máu nó vô bỏ. Phải cứ thở đều. 8, 9, 10, rồi bây giờ co lại vậy. Để nguyên vậy, để dính như này. Rồi bật đế ra có đè ngón tay vô tay, ngón tay này đè vô tay thôi. Ấn cái ngón tay. Cái tay trái bố không phải tay phải, tay kia bố là tập bên này đang đau này, đè ngón tay, nâng tay vô. Đè vô tay. Sao rồi bây giờ cái này ra rồi chuyển sang số vô cũng tôi số cũng tôi số ấn số ấn à, ở ấn nhẹ nhẹ bộ ấn cái bụng chuyển ấn, chuyển bộ ấn lấy tay bộ ấn vào bụng ấn vô cũng tôi chuyển lực như là cứ ấn cứ đè vào đó đè vô đó đè này và bốn năm sáu bảy tám chín mười thăm cái gì đó, 7, 8, 9, 10, rồi yên nhẹ, bây giờ như thế này, 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 5, chết lên chút xíu nữa, 1, 2, 3, 4, 5, xóa thêm đường huyệt cái chỗ này cái phổi này có đường huyệt có đường để xóa nữa phải xóa đúng chỗ mắt này đường từ đây
cho bệnh tim mạch. Cái này cái phổi nó bị bệnh nên nó đau cho đó, chứ không phải là cái xương đó, cái đường khí phổi nó không có thông. Nó thông là nó hết đau. Cái này tự làm thì... Thì ngó theo tôi làm thì làm cho bác giống vậy này để xoa từ đầu chỗ này nha. Nè, xoa chỗ này, này ngón tay xoa đó. Đó, xoa một hồi bác sẽ dễ chịu. Đó, lên đây, lên đây, lên đây, lên, lên cái bàn tay, lên cái chỗ cái hót hót xương này. Đó, hai cái này, đó, mở ra nó ra, chỉ cái điểm. Cái điểm nó chạy, cái kim mạch nó chạy, đó, đi vô đây. Nè, thịt xôi tới đây, xuống chỗ cái hót nách này. Đây nè, cái chỗ này là hai chỗ này, đó, dài hai chỗ này. Dạ. Mắt sẽ đỡ đau. Một là hai tại đỉnh rồi đó, xong cái chỗ này, cái chỗ này, hai cái điểm này. Cái này làm sao canh được nó khoảng thì cứ khu đó là được, nguyên khu đó. Dạ. Nhưng mà cứ hai cái điểm nó cắt nhau bằng hai cái này thì ngó cái hình cái clip này chị đã làm vậy. Xong tới đây này cứ lõm lõm này, nó có lõm lõm này nha. Dạ. Đó, cứ lõm lõm nó chạy dậy cho bác. Xong đây, dậy đây, xong dậy đây, ba điểm này. Đó, cứ làm như tôi không cần chính xác, nghĩa cái khu đó, nó nóng rồi nó đã hết nè. Một hai ba nè, một ba bốn năm sáu, hai ba bốn năm sáu, ba bốn năm sáu, cứ từ từ. Thông kinh mạch phổi của bác, nách bên kia cũng phải thông luôn hai bên. Một bên. Ờ, nhưng mà nó cái đường kinh hai bên. À, này, nách xoa bên này, bên này nó đỡ lắm, tôi xoa bên kia. Bác nếu mà các bác thấy nó đỡ đâu quá nói, đỡ đỡ là đúng. Nhưng mà thấy khổ xong mới lo cái định dạng nó là đỡ đỡ thì tốt, rồi thì nữa về bác con mình nó làm như vậy. Đó nè, để ra là hai cái lỗ lõm này, đó ấn vô, nha. Rồi chỗ bắp cơ bắp ở giữa khúc giữa này là bóp bóp cho bác đó, bóp bóp chỗ này có cái lỗ lõm, một con cái này thấy cái lỗ lõm này không? Vâng, thấy. Đó, chọc 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 nó vô chỗ cái chỗ này để nguyên cái bàn tay như này thì cái điểm chỗ này bàn tay không nhờ. Để nguyên bàn tay này thì bốn cái điểm này dài này chọc qua đó, cứ xoa cứ dài một hai ba bốn, một hai ba bốn, một ba bốn, một hai ba bốn, tức khi nào bác dễ chịu là bác em hầu nó khá dễ chịu đó, nó những việc đó, đó. Cái này gọi là kích. Cái này là lúc nào đau thì làm hay là lúc đau nào? Lúc nào bắt đầu cứ làm hồi nó bớt là nó ngủ được. Dạ. Nó đau nó mà khó chịu mà khó ngủ vậy hồi nó nóng lên đắp còn nó nóng 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 cho nó là kêu nóng cho nó ừ. Rồi xong chỗ này, này chỗ này đây. Ở đây nó có cái đường lên nè, nó lên đây, đây là có hai cái việc này, hai cái việc này. Đây đây nó có cái lỗ lõm này nè, chỗ lõm này lên cái chỗ lỗ lõm này, đây là chỗ lõm này, nó dày cho toàn tiền lõm này, chỉ dày chỗ cái dưới lõm này đó. Tôi dày nó hồi trong người bắt nó dễ chịu rồi nó. Rồi đây 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 đó, mấy cái điểm đó, đó. Rồi đây thì lúc này khi tôi làm gì là bắt cắn răng, cắn cho bà nhả ra, cắn răng mạnh, cắn cho bà nhả. Cắn không? Tôi cứ đánh hai cái răng, đánh răng đỡ, cứ đóng hai cái răng nó chặn một điều là nó trộn nó không. Đó. Đó. Ừ. Đó, cứ làm gì con đánh hai cái răng khi tôi xoa. Cái này là tôi xoa, tôi tác động nó còn phải tập. Tập nhiều nó mới chảy. Nè, tôi giờ có đọc tập. Bây giờ hai cái tay này, hai cái ngón cái ấn nè, ấn nhau, ấn ấn mạnh nè. Hai cái đỏ có đè cái này được, đè được đỏ cái đỏ, ấn được. Và thở đều. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, tôi nghĩ. Không không ấn không nè, tôi nghĩ. Thở đều.
luôn không có nhúc. Đè xuống luôn, đó có đè xuống được nhấn thở đều. Cứ thể lại nó có bị gì mất cái ấn hình con cái đẹp của chỗ vậy quá. Đẹp hồi bắt lúc đẹp bác sư diễn ngay cái chỗ đau nó sẽ giảm. Nó ngay cái chỗ bả vai cái nó làm cái nó nhìn nhẹ quá. Nghe không? Đừng có biết cái nhẹ. Ui. Sách cái chỗ khác. Chỉnh ra đi con. Để chỗ tập trung làm đi con. Cứ nguyên tắc là làm nguyên tắc là khi căng tức là bắt đè xuống. Lúc mà đè xuống bay ra thì bắt ngưng ba giây, xong thư giãn ba giây, đó đẹp. Giờ bắt đầu đẹp, bóng cái đẹp, 1, 2, 3, đẹp. Ngưng, 1, 2, 3, xả. Bóng 1, 2, 3, đẹp, 1, 2, 3, ngưng, 1, 2, 3, xả. Bóng 1, 2, 3, đẹp, 1, 2, 3, xả. Bóng 1, đẹp, 1, 2, 3, xả. Cái này là đoạn thông kinh, trong một cái đẹp. Có tay tôi đó bắt không cần tay tôi nó cũng ấn vậy bắt tự động nó đè thì nó mạnh hơn đó để bóng vậy bắt đè nằm một chỗ xuống đó để vậy thở đó tức là để giữ luôn đè không phải là nhún mà là đè không đè xuống luôn rồi có đè một chỗ nằm để nằm xuống đó giống một trống có cái bàn một trống vậy bắt thở rồi thả vậy nó cứ đập vậy chưa em đòi cái đèn của chọn xuống rồi đó thở đi đứng giữ nguyên vậy thở đều không có nhúng để vậy thở đều một thở hai lần ba lần rồi ngưng không làm nhé nghỉ đó. Rồi lại thấy là đèn bấm cái đèn một đèn luôn rồi thở đó, đèn một đó rồi là thở cái ngủ cứ làm gì vậy lúc đầu nó làm gì rồi để nhiệt độ bao nhiêu? Là còn tập căng khoảng 25 rồi. 25 đi. Cô bác khi nào bác nói nó mát mát thì được. Cô bác nói nó lạnh quá thì giảm xuống. Theo cái cơ thể của bác, đứng thang của mình, bác thấy nó mát mát thì được. Tại cái nguyên tắc nó khi nó mát á, thì cái hơi độc trong người nó trào ra ngoài. Còn nếu mà nó đi vô trong xương, gọi là di căn cái xương, nguy hiểm lắm, không cho nó vô. Nguyên tắc là cái năng lượng vậy cái hơi nóng nó phải tới nguồn lạnh đúng không? Là cái coi bệnh bác là cái nguồn bệnh là nó chỗ đó đang nóng mà lại hơi nóng ngoài đẩy vô thì nó không bung ra được thì phải có cái hơi lạnh để nó lan cái hơi nóng thì bác sẽ nhẹ dễ chịu. Còn lúc có đau thì tập dậy đè ngón cái đè ngón cái cổ chỏ xuống. Nếu mà không có lực thì nói con gái nó đè giữ cái cổ chỏ bác ấn xuống mà thường được ấn xuống bác đếm dùng 1, 2, 3 rồi bác ngừng. Nếu ấn 3 giây thì bắt ngưng 3 giây, không làm gì hết, rồi bắt thả ra, rồi chấm một cái, ấn một cổ chỏ, đè xuống vậy, 3 giây 1, 2, 3, đừng để ý hơi thở không quan trọng, chạy không được dùng cái phổi, chứ đè ngón cái, đè cổ chỏ, đếm 1, 2, 3, rồi ngưng, không làm gì hết, 1, 2, 3, đó, bắt làm vậy nè, cứ vậy mà hồ nó mỏi tay, để xuống. Rồi đó là bài thứ nhất để chữa đau, bài thứ hai nó có 27 động tác thì động tác bắt làm cho tôi và làm nhiều cái này nó không có ngừng mà làm liên tục một có giờ tại đây cái này có nhìn đó hả thầy ngồi vậy có thấy không thấy chắc thấy đó. Rồi bắt nè, bắt vô tập cho tôi nha. Cái bài này nó cái bài bài số 1, bài số 2 là bắt cứ tập cứ quơ như thể dục nè nó ngồi giờ bắt giờ theo duỗi ra cứ gắn như một duỗi xa cướp bằng tay như một cướp ở cướp một à đó anh nó chạy máu chạy ra bắt nước để duỗi ra tay ra bắt ngồi dựa lên cái tay của chỗ phải thẳng rồi bắt ngước bằng tay vô cái ngước sâu vô trong ngước vô trong hất vào trong hất nè hất vô trong
cứ ráng hấp cái đó cái nó chạy máu vô đây, thấy không? Máu vô cái vai này, cái bên nào đau thì bên nó chảy nhiều nè, kéo vô nó chạy vô. Thở ra, khô. Nè, bây giờ nó vậy ha. Ráng nước có cái độc năm bốn đoạn này vô trong. Đó, máu nó chạy vô đây, em nó chạy vô đây. Nó sẽ thấy nó chạy vô, nước vô. Đó, một. À, tao nó chạy vô chỗ đó. Đó, thì thấy cái tập nó phải vậy, cái khí phải có. Thì nào lần lại nha. Một, ngước vô. Xong kéo vô trong này. Ngước ra, ngước ra. Rồi, để hai bên. Để hai bên. Ngước vô, ngước cổ tay vô. Để lên trên. Ngước vô, ngước cổ tay xuống. Xong, để xuống nhiều ngực vô. Để trỏ xuống. Rồi, xong rồi trỏ thứ hai. Dăng cái tay ra. Dăng cái tay ra. Cái tay chỉ chèn cái tay. Đó, kéo cái tay này ra. Đó, nó này tôi làm này. Ừ. Lấy cái tay này, cái tay này. Lấy cái này, đó, để máu nó chạy vô đây. Đó, xong, để cái tay này lên này. Đó, rồi nè, bắp muốn máu vô chỗ này, bắp đầy, cô chọn bắp đầy qua, nó vô hộp. À, nó đi luôn rồi đó. Nó bớt đầu. Vô chỗ này nó nhẹ đắp không có đâu có làm hoài đó, cái đó là bơm máu vô cái chỗ đầu bơm 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 xong thả tay xuống giờ nó cho nó chạy lên cổ kéo tay này để đây thục vô chỗ này kéo ra ngửa đầu này ngửa đó là nó chạy mở đầu nữa quá rút vào mở đầu ra đó đó rút về kéo cái thục chỗ ra sau nhưng bây giờ cái thục chỗ chỗ đây cái chỗ đây đó để chọn để ấn nó chọn chưa đây thôi đó ấn mạnh rồi ấn mạnh rồi đó nó chạy lên theo chịu hồi nó lên đầu đó thả để cho mạnh rồi đó căng mạnh thì chỗ này nó bắt đầu thấy không cứ vậy đó và tưởng tượng thôi thì nó lên nó có mắt đó là cứ ráng để có cái lực nằm trong rồi nó máu lên này nó hồi nó bớt ngọt yên sau tiếp giờ làm lại từ đầu nha một nè các bạn luôn một trước có tay vào hai để vô ngực nóng nhiều đẩy ra một hai một hai một hai rồi để hai bên một hai tuổi thẳng quá cái dụng rác thẳng thẳng ra thì nó máu nhiều đó cứng lắm theo một rồi đưa lên đẩy một đẩy á đẩy cứ duỗi ra duỗi chỗ này để chỗ để chỗ để chỗ để chỗ để chỗ xong gạt lấy cái chặn gạt này nó lấy cái nó kéo cái nó to kéo qua kéo một và để nó bớt đau thôi và bốn rồi kia kéo vào kéo vào kéo vào muốn lấy kéo ra phải học kéo này là cái tay thẳng, một, hai, đó, sau thục, một, hai tay để vậy, thục, một, hai, bốn, năm, rồi bây giờ hai tay đang phải để lên đầu, chén, họ, một, hai, đó, cái này để nó thông máu, này bắt co đây, nó giống, bình búa củi, búa củi rồi mới búa xuống. Không phải hơn nhạt thôi đó nó thông các bạn thủ cổ giờ lật lại một hai một hai chủ cái này từ từ cái thẳng lên ngửa cổ chuỗi thẳng tay chuỗi thẳng tay đó là ngửa xuống đó là nó vô cổ á cứ làm hồi nó mới qua hồi nó thông rồi động tác kế này úp người ta đi hai tay đưa ra một bố có đau hay mệt hay gì không hả mệt thì nghỉ rồi nghỉ chút xíu rồi cả nó món nó vô chỗ đó nó kéo oxy vô thì khi mệt lắm bắt nó hết
hít phình bụng, hít phình bụng nữa thôi, phình bụng lên, thở ra, thở bằng miệng, hít bụng qua á, thở ra, thì không có mệt. Hít bụng. Rồi ngồi nghỉ chút. Đó. Ngồi nghỉ thoải mái. Nắm lên. Đó, nó mệt. Được. Sức không có. Mấy ngày nay có ăn uống gì không? Ăn uống thì được, ăn em cũng ít thôi ạ. Còn ngủ á, chủ yếu ngủ. Ngủ không, một ngày ngủ được mấy tiếng, từ mấy tiếng? Ít ít lắm, đêm qua. Ngủ thì thường thường mấy giờ bắt đầu nó ngủ? Đã ngủ từ 9 giờ nó đi rồi. Được, nhưng mà mấy giờ bắt đầu nó mới ngủ thật? 2 giờ nó đấy. 2 giờ là giờ của gan. Thức đi sáng. Đó vậy thua. Không làm gì được, làm sao đi ngủ được. Đó. Thì khi mà nó bị vậy là ngồi về tập đi, ngồi tập cho nó mệt để ngủ. Bởi vì cái tập mới hôm nay tới ngày thứ hai, thường thì tập cả tháng xong nó mới đổ được, đổ từ từ nó chuyển. Phải đầu tiên là những cái đau phải bớt dần. Tại nó không còn đau thì nó nhức, nó đè lên cái não sao ngủ. Giống như mình bị thiếu nợ đòi hoài sao ngủ. Cái đau bắt nằm cứ nón cứ bong ngồi dậy mới đỡ, rồi ra thức dậy nó đỡ đau, thế nó phải không ngủ được, tại khi bắt thức nó mới đỡ đau đúng không, nó đỡ còn ngủ nó cứ rưng trời ơi, làm như nó cứ bong ngủ thì nó quên cái gì nữa, nó quên, nhưng mà giờ phải cho nó giảm đau thì nó nóng lên cái nằm xuống, em bây giờ nằm xuống nhưng mà không có đau, ngủ được liền, rồi nằm xuống cứ không ngủ được thì phải ngồi chứ đó. Ngồi thì bây giờ phải ngồi, phải tập thở, thở theo cái cắn, ngồi thở, thở phình bụng. Đó, mà cái phòng sau nãy giờ không thấy mát không? Tại ông sợ ông lạnh á, nên là con mới để đấy thế, đang 25 ông thấy. À không, tức là tối ngủ thì để 30. À 30 thì con bây giờ để coi, để chút xuống tí xíu và nó mát không? Đang 25 độ á. 25 vẫn còn nóng. Có phải nóng mà ông kêu là lạnh không? Không nóng. Không nóng, thấy không? Ông thấy nóng không? Ông thấy bây giờ bắt thấy mát không? Không thấy mát thì có mát. Đó. Chút xuống 24 được không? Thì nó tập là phải nhiệt độ xuống chút, khi tập nhiệt độ xuống chút, xuống 24 thì giữ đi, thấy không? Thấy cỡ 24 là chịu độ, tức là 24 mà vẫn thấy mát, tức là trong người nó đang nóng, nó đang tỏa nhiệt ra. Nó đang tỏa nhiệt, tức là hơi độc nó lan ra. Lan ra, khi ngồi bắt cũng phải vuốt theo cái đường này. Đó, vuốt hai bên. Bên này cũng rút cho em. Đó. 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 Điều kia cũng vậy. Đó. Rút theo cái đường nãy của làm. Bắt cái đường rút. Đây, tại chỗ mẹ. Đó, cái rút. Mẹ rút theo, nhớ theo cái đường móng cái này. Cái mí móng cái này, theo cái đường trên này. Đó, theo cái rút theo cái đường này, vô cái giữa. Vô cái cửa bóc lên cửa bóc, phải rút xuống này. Phải rút bắt chỗ này này, này. Đó. Lên đó. Vuốt xuống cái lỗ, hai cái lỗ lõm đó, nó vuốt. Đó. 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 Đó là động tác thứ nhất, xoa nóng. Còn không có lấy sao bát dán theo mấy cái điểm đó, cắt những cái nó dán mấy chỗ đau cắn sao bát đỉnh vô. Sao bát là cái những dán mà nóng á, đỉnh vô cho bát mấy chỗ đau, nó thông khỏi người massage. Dạ, xong sáng mai mình thay. Có cái chai dầu nóng kia bôi nhưng mà cũng không xin nhê. Không xin nhê, đấy sao nó phát, biết sao nó phát ra hỏi thì thuốc tay sao nó phát. Dạ có. Có miếng nhắn nó nóng á. Dạ. Dán vô, nó nóng lên. Đó, thì cứ để vậy, mỗi lần vậy dán mà cái phòng mới mát mát. Rồi lúc đó phải có tập đều, bắt phải tập. Cứ bây giờ nó mệt thì tập chút xíu rồi nghỉ xíu rồi tập nữa, tập nữa, tập nữa. Thường thường nó tập khoảng 30 phút mới được nghỉ. Khiến nó chạy đúng một vòng người. Còn mình thấy mệt mình bỏ rồi, cứ chút xíu tập chút xíu đó, cứ tập hoài, thấy mệt nghỉ liền, không bao giờ để nghỉ mệt, tức là không bao giờ hành cái sáng mình đó. Với bài tập cái đưa nhiều nữa chứ rảnh rồi ngó tập vài động tác, vài động tác, cái để động tác này, cái động tác này để thông phổi này, một này có nhớ là một nha, cái này là hai, coi cái cách phục là để đây muốn nhìn cách tập để vậy là một ha. Ngước bàn tay vô thì móc nó vô cho phải, để cái thứ hai để nhẹ bên chỏ ra, hai thục chỏ ra, thục cái cùi chỏ, rồi cái thứ ba là dưới tay là vậy, thứ tư là kéo lên thì cho móc nó vô cái vai, thục như vậy là ngửa cổ lên cho nó càng cái gáy đó, rồi cái này kéo cái tay để móc nó chạy vô cái vai, kéo cho nó chặt, móc nó ép vô cái vai, cái này không bạc
lấy cái tay kéo cái tay này vào không? Đúng rồi, kéo để kéo cái tay sang, đúng rồi, đó, kéo chặn qua, chặn qua cho máu vô cổ, xong cái này là vừa củi máu nó xuống, nó mình cuốn lên cuốn xuống như một củi, cứ làm từ từ, máu nó thông, máu nó dày qua trở lại, đó nó kẹt, sau mình thắt kẽ là như vậy, là như vậy, rồi dày, rồi là biết sao để nó cứng, họ là hết giật, nó lúc giờ đang mệt không có tập, rồi nó nghỉ vậy, thở, nó đau là người massage vô, người xoa vậy. Mỏi thì không có là mỏi chỗ nào, thắt lưng rồi chị lấy tôi luôn một cái có chế banh không? Dạ không. Rồi bây giờ bắt làm banh à? Tập để cho hết mỏi. Gối đâu mà? Không, giờ cái tay bắt để như vậy. Đó, rồi như vậy. Xô cái kia. Tôi tập nó theo nha. Xô. Nó cứ vậy, rồi xoay như vậy. Cái này úp ngược lại, kéo qua đây. Mình có làm theo động tác nó hoài nó hết hết mọi cái lưng xong cái này là mình có tay nó xuống này để là mình có tay này đưa lên thì cái tay này nó dựng đứng nó luôn hai tay thẳng góc nhau cái này xoay vào đây cái này nó biết nó có bí quyết mà nó có để gì kéo được nào rồi cái này xoay lên này. Rồi cái này xoay lên để được nào nó không có làm gì cái là cái hộp cái lưng nó mới rồi nó xoay lên đó cái đau lưng này nó do bị té thế nhưng mà cái người đó sao sao nó không chữa sao bị đau hoài nó làm lệch gì trong không đợt đó là nó bị có xẹp đốt sống xong rồi không chữa uống thuốc có chứ ạ uống thuốc bây giờ còn đốt có đốt sống chục nó còn bị lệch chưa hay là nó hình lệch luôn không mà. Không phải là lệch nó không lệch đốt sống ạ mà là nó bị nó kiểu mà xẹp ạ tức là nó hơi xẹp đốt sống thì phải chữa thôi giờ cứ để vậy luôn rồi không bác sĩ nói là không ấy được không làm được bên này chữa 3 tháng mà hôm tức là bình thường nó cũng hết đau lưng rồi nó còn nó xẹp đâu giờ hễ nó bị là nó đau nữa bây giờ phải tập cái loại này và là chỉ lấy cái lon như ra lấy cái lon lấy cái một cái lon một cái hộp thuốc cao cao chỉ giúp bạn tập lấy hộp này thôi hộp đó hộp đó có cái đồ bắt đầu làm gì nữa bắt đầu cầm cái tay này nằm dưới nằm ngang tay nằm trên vậy thấy không để nằm ngang cái tay này bên phải thì cái nằm dưới cái hộp cái tay kia thì nằm trên cái nắp hộp đó để bên hông kéo vào bên hông kéo vào đắn kéo đó một còn cái kéo kéo này luôn thẳng kéo về để nó cái địa điểm nó cân lại một để nó hết đau lưng rồi bây giờ dựng nó lên vậy xô tới một xô một đó vậy một một xong xoay cái đầu nó xuống vậy đó kéo luôn kia một nó còn nó nóng thì nó lên rồi để bên này xô lên một rồi lật cái đầu xuống lại kéo luôn kia đó tay để như vậy sống thì hai và bốn đó bắt đầu thấy cái lưng nó hơi nóng vô lưng nó có lại cái duỗi từ đẩy đó kéo sát bên hông này để lên một hai ba bốn năm rồi bây giờ để im để về nhà xoay lật lên xuống cái tay này dưới này kéo lên một Thank you.
đợi không quay tay bởi vậy nó dễ lộn á. Đó, thấy không? Một đẩy lên rồi, đẩy nghiêng, đẩy nghiêng là nằm ngang, đẩy nghiêng là thế này. Đó, xoay kéo về đồng. Đó, sâu đẩy lên, đúng rồi, xoay xoay đúng, kéo về. Đó, nó làm gì hồi cái đầu nó hết đầu, cứ làm hồi cái nhẹ nhẹ nhẹ, đó nó nhẹ đi, bắt biết liền nó thấy kiếm vô đó, nó là đọc chỉ vậy thôi. Lúc mà lúc nó bị là nhớ cái tập đấy, nhớ chị thấy như thật không này, để tập là nó vậy, nó đẩy ra cái xoay vậy. Nếu nó đang đầu lưng cứ xô cứ quơ quơ, nếu có cái vai thì tiện, còn cái vai quơ quơ là quơ hồi hết đầu, còn cái vai cái đầu hồi nãy cái động tác rồi mình tắt này, mình tắt vai hồi nãy là cái động tác vậy nè, khi nó đầu vai này ứng móng cái để chỗ thứ ba cái thở ra, thở ra còn động tác thứ hai một nhớ nghe cái đó, có hai bài nha, cái bài mà nó bao ông cứ nhìn theo kệ nó, ông để ý nó. Tôi dạy chỉ cho bác, để bác lúc mà bệnh, lúc nó đau á, đau quá thì hai cái tay ấn ngón cái để chọn xuống thở, hơi thở và ba lần thì thả lỏng ba lần, xong rồi ấn ngón cái để chọn để giữ yên để nó thở ba hơi, xong rồi thả. Đó là bài thứ nhất. Bài thứ hai là động tác này, cái clip này có là lát chị nhớ một là gì, hai là vậy, ba là vậy, bốn là vậy, như thí dụ năm là vậy, nhưng mà nó thuộc theo kinh lạ không, sau cái tay này kéo đè qua, đó, để kéo đè qua bên này, đó, sau cái này kéo đè qua bên này, sau thuộc chỗ, sau thuộc hai chỗ, sau thuộc hai cái chỗ, sau cái đè vừa củi, vừa củi, sau xô tay ra, ngửa tay ra, bành hai tay ra, chống sầu lưng như đúng thế, đó hết rồi. Sau này hai bài cứ vừa vừa hồi nó nắm này, nắm này thì nó mệt nhiều, đó không thể, cái phòng này nó không có oxy, không có đầu đâu đầu ra, tôi ngồi thấy cái một bình thường nó là mở hết ra gió quạt nó lại nóng, không có tạo nó không có ham nhà tôi mở khi nào cả cái khu này nó lạnh là thì xung quanh nó mát luôn, không xung quanh thì lúc nào mình chịu hơn nữa nó hai cái oxy đi vô này, còn ba người mình thở thì mình có tiếng hết oxy chết mỏi à bố, mỏi thì giờ nằm xuống đấy bố nằm đi, nằm nằm đi. Đó đó là cái bài này, hôm nay nó hai bài đó, giờ lấy giấy thì tôi ghi cái thêm mà nằm xuống bố nằm đi, bố nằm đi, cứ nằm thoải mái thôi, nằm xuống rồi nó mệt như vậy là bắt đầu có thêm mình nó trên đeo nó nằm xuống ngủ vậy thôi. Bây giờ đau hay là mỏi hay sao bố? Mỏi thôi, khi đi duỗi ra nó hết, duỗi thẳng vậy nó bớt. Bố nhưng mà bố nằm thẳng còn đau không? Bên này không? Bên này còn đau không? Đỡ, đỡ rồi thì mới làm mấy giây giờ nữa về sau mới làm đều mỗi lần nhỏ ngồi vậy là rồi nằm xuống, tại vì bây giờ cái hơi của bác sức khỏe bác thì cái chừng 10 phút rồi 15 phút lắm rồi thì 10 phút xong rồi tập xong rồi cho đau đã khỏi thoải mái một phút nghe nó đau rồi là, tức là số lần nó nhiều, còn mấy người khỏe là lọc học một hơi tiếng, còn mình dần chia là nhiều lần lần 10 phút này là 20 lần phải đau cái ngồi này không thể bỏ, cái kiên trì nó quan trọng, như nó giống như uống thuốc, tới giờ 10 phút ngồi uống thuốc là đại này uống thuốc này uống thuốc cứ làm đi hồi hết, cái đó là uống thuốc, trong khi công động tác là uống là thuốc chứ không có uống gì hết, thì cái động tác mình đưa ra vậy là ngàn máu nó đi, dạ nghe không, còn đưa ra về nó chạy ra của chỗ, nghe không, có nó có nguyên do để của chỗ đẩy ra về nó chạy vô và đẩy lên chạy lên cổ, đẩy xuống chạy lên lên đầu, có là cái này chạy chạy ngang, cứ lúc lúc tức là mình lấy máu xô máu chạy qua cho vai vào ống máu gì nó không có đi được, nó già mà thì những động tác để nó dơ lên dơ xuống cho máu nó chạy tới thì phải làm, máu nó tới thì nó bớt, còn không tới đông cứng lại nó càng ngày càng đông,
mỗi ngày máu nó cứ chảy hoài máu nó thông dần ra, thành nó rất xin tập. Nhưng khi bác yếu vậy là không có sức khỏe làm sao bù dưỡng, không có sức không tập là máu hết, ăn uống xong nó đủ chất thì sao không đủ sức không tập. Thì có nhiều cách lắm, nhiều cách làm sao cho khỏe, nhưng mà hầu như là cái tự động đứng về nó tập thì thành công. Khi nào mà cũng không luồn cổ không chỉ tập là khỏe, là còn không yếu mình phụ không. Thì chỉ động tác thứ nhất là đau chỗ vai thì có hai bài, là bài này ấn ngón cái đè xuống qua dây thì ngưng, qua dây thì thở, qua dây. Động tác thứ hai là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 cái ừ. Thì máu nó chạy đang đều đấy, mỗi lần nó chạy được nó là mà máu mình tưởng tượng nó vai của bác là có một cục máu đen nó nằm nó đau, máu đỏ qua được nó lần qua cái chục lần nó mới tan cái máu đen đi. Mình làm ít quá không sao, ổng yếu không tập được thì mình trước cái tay không đỡ tay không làm, làm ổng cứ nhắm mắt không làm kia giơ tay kéo tay ra kéo tay hai người cứ dằn tay giơ lên xuống cho máu nó chảy thông. Còn nếu ổng tự giơ được thì ổng giơ được, hồi ổng mệt là nó thiếu oxy tại vì cái phổi nó bệnh chết, tại cái bệnh này nó rất ngặt nghèo làm sao khi nó cần oxy cái phổi nó làm được. Thì giờ cái dùng vận động thì oxy vô nó đem máu nó biến máu đen thành máu đỏ, nhưng mình dơ lên thì máu nó chạy dùng ở nó dơ lên thì máu nó chạy xuống đây, mình dơ trước thì nó chạy ra đây thục chỏ vậy chạy vô thục chỏ này buông ra vậy nó vô vai, còn dơ không có oxy phải dùng động tác thôi. Còn bắt cũng thở rồi, cái phổi bệnh bắt thở được thì chết không thêm, thành ra cái ngặt nghèo của cái này nó rất cần cái phổi, mà không có phổi thì phải dùng động tác thay, cái động tác nó đẩy nó đưa máu đi dùng máu, còn cái thở thì máu nó mới chạy mà giờ thở ít quá máu nó đi cái gì sao được, khi không cần đem tâm người dùng máu đem có giọt chết càng ngày càng yếu đi. Bây giờ mình đẩy máu nhanh dùng máu một ngày máu nó tới có 10 lần, bây giờ đẩy nó qua 20 lần mà mỗi ngày cứ chút chút dần dần nó trôi cái máu bầm đi thì không khỏe lại. Còn mình thấy vậy có một lần nó chưa ép hiệu quả đâu, mình nản là chết. Những cái bệnh mà nan đi á, hai năm đeo rồi sẵn luôn, mình ung thư đó.